Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mới đây mẫu bệnh phẩm lấy tại hộ chăn nuôi của xã Du Tiến, huyện Yên Minh đã dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 5 huyện, thành phố đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Ngày 28 tháng 7, Chi cục Thú y vùng 2 thông báo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lấy tại hộ gia đình chăn nuôi của xã Du Tiến, huyện Yên Minh đã dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, cấp ủy chính quyền và ngành chuyên môn huyện Yên Minh đã xuống tiêu hủy 2 con lợn của hộ gia đình nêu trên với trọng lượng trên 80 kg. Như vậy, lũy kế đến hết ngày 29 tháng 7, toàn tỉnh đã có 18 xã của 5 huyện thành phố là Xín Mần, thành phố Hà Giang, Bắc Mê, Quản Bạ và Yên Minh ghi nhận đã xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi. Số lợn đã tiêu hủy bắt buộc là 1.325 con với tổng trọng lượng là trên 50 tấn. Qua đánh giá của ngành chuyên môn cho thấy, công tác quản lý giết mổ, vận chuyển tiêu thụ sản phẩm từ thịt lợn hiện nay ở một số nơi còn lỏng lẻo, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Việc tái đàn, mua con giống khi người dân được hỗ trợ từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia cần thận trọng và các huyện, thành phố cũng cần sớm có hướng dẫn đối với các hộ dân thực hiện dự án chăn nuôi lợn để tránh tình trạng tiền mất, bệnh dịch lây lan. Đối với chúng tôi là sẽ chỉ đạo tiêm phòng 100% đối với các hộ mà thực hiện các chương trình dự án. Còn đối với các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo thì trên cơ sở nguồn kinh phí của huyện sẽ cố gắng bố trí, còn thiếu thì chúng tôi sẽ xin ý kiến và cũng như là trình tỉnh để bổ sung thêm. Cũng liên quan đến vấn đề này, tại huyện Quản Bạ là địa phương cũng đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, huyện đã định hướng đối với các xã đã xuất hiện ổ dịch tạm thời dừng triển khai dự án chăn nuôi lợn, thực hiện lựa chọn các cây con phù hợp để tránh rủi ro.